quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cả nước của chúng ta đã bước vào mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ngày càng tăng cao. Và có thể nói rằng đây cũng chính là mùa để xảy ra rất là nhiều những cái dịch bệnh bùng phát, như là chúng tôi cũng đã trao đổi với quý vị về dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng hay là bị tiêu chảy ở trẻ em và kể cả là người lớn, và bên cạnh đó là còn có căn bệnh viêm não Nhật Bản. Và riêng đối với căn bệnh viêm não Nhật Bản này thì theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những trường hợp mắc bệnh thì thường không được tiêm phòng hoặc là không tiêm nhắc lại, và nhiều trường hợp cha mẹ nhầm lẫn với bệnh cảm xúc thông thường nên thường đưa trẻ đến bệnh viện muộn. Và cụ thể như thế nào, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sốt cao 3 ngày kèm theo đau đầu, nhưng bệnh nhi này chỉ được gia đình cho cháu uống giảm sốt, đến khi không đỡ trẻ mới đến khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Do tình trạng quá nặng, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản, rơi vào hôn mê, yếu nửa người bên trái. Sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhi đã phục hồi tốt, tuy nhiên chân trái và tay trái vẫn còn yếu, phải phục hồi chức năng trong một thời gian dài. Cháu đã được tiêm viêm não Nhật Bản lúc cháu 18 tháng. Mũi đầu cháu tiêm cách mũi đầu, và mũi thứ hai thì tiêm đúng lịch trình, nhưng mũi thứ ba thì cháu bị ốm. Nên là đến 2 năm sau cháu mới tiêm lại. 3 năm phải tiêm lại, nhắc lại đấy. Nhưng mà cháu không tiêm nhắc lại nên vẫn có khả năng bị viêm não Nhật Bản. Và cái mũi kia thì bị gián đoạn đấy. Viêm não Nhật Bản là bệnh do virus gây ra, thường có xu hướng gia tăng vào mùa hè, có tỷ lệ biến chứng và tử vong rất cao, để lại nhiều di chứng như động kinh, rối loạn ý thức, tàn phế. Những năm gần đây, viêm não Nhật Bản ở nước ta thường hay gặp ở trẻ lớn tuổi. Nhiều phụ huynh nhầm lẫn biểu hiện ban đầu của bệnh, khiến trẻ khi tới viện đã trong tình trạng nặng. Bệnh nhân viêm não thì đặc biệt những trẻ lớn, mà cái viêm não Nhật Bản này thì nếu vào thì bệnh nhân cũng trong tình trạng phù não nặng, và sau đó là mình không điều trị tích cực trong giai đoạn đầu thì hầu hết bệnh nhân nó sẽ để lại di chứng rất nặng, thậm chí là tử vong. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em ghi nhận 99 ca viêm não các loại, trong đó có 2 ca viêm não Nhật Bản. Từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là cao điểm của bệnh này, nên các phụ huynh không nên chủ quan, lưu ý các dấu hiệu để kịp thời đưa trẻ tới bệnh viện. Trong viêm não thì cái sốt của trẻ sốt rất là cao và rất khó đáp ứng với thuốc hạ nhiệt. Cộng vào nữa là trẻ đau đầu rất dữ dội, hoặc là nôn vọt, nôn tự nhiên, tức là trẻ không ăn gì cũng nôn vọt ra. Đấy là những cái dấu hiệu ban đầu. Và sau đó rất nhanh chóng là trẻ có những biểu hiện là rối loạn ý thức, từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì mình để ý sẽ thấy trẻ ngủ gà hoặc là lơ mơ rồi đến ly bì, và nặng nữa là trẻ có thể vào hôn mê. Và trong nhiều trường hợp nặng thì trước khi vào hôn mê thì trẻ bắt đầu xuất hiện những cái cơn co giật hoặc là có biểu hiện của liệt khư trú. Các chuyên gia khuyến cáo viêm não Nhật Bản chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp tốt nhất là chủ động đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh. Ngoài ra, phụ huynh cần thường xuyên diệt mũi, mặc áo dài tay cho trẻ, giữ vệ sinh nhà cửa, tránh lây virus gây bệnh. Vâng, thưa quý vị, viêm não Nhật Bản là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do arbovirus có tên gọi là virus viêm não Nhật Bản gây ra, và bệnh lây truyền sang người là do muỗi đốt, và hai loài muỗi vằn là Culex tritanior hinchus và Culex vicinus bị nhiễm bệnh đốt sẽ gây bệnh cho người. Và khi bị nhiễm virus viêm não Nhật Bản thì virus này sẽ xâm nhập lên não và gây tổn thương não. Viêm não Nhật Bản vốn được gọi với cái tên là viêm não B là một bệnh nhiễm khuẩn thần kinh. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, tử vong thường xảy ra trong 7 ngày đầu khi bệnh nhân có hôn mê sâu, co giật và những triệu chứng tổn thương hành não. Những bệnh nhân qua khỏi có thể để lại những di chứng rất nặng nề mà hay gặp là rối loạn tâm thần hay là rối loạn vận động. Nguồn chứa mầm bệnh trong tự nhiên chủ yếu là các loài chim lội nước, và hầu hết gia súc như là trâu, bò, dê, cừu, chó, lợn đều có thể là ổ chứa mầm bệnh. Trong đó lợn có khả năng là lây lan rộng virus, dễ chuyển bệnh cho người nhất. Vì thế sự lan truyền virus xảy ra chủ yếu là ở nông thôn. Nhưng ở một số vùng của châu Á, trong đó có Việt Nam, bệnh có thể xảy ra ở gần các trung tâm đô thị lớn. Hầu hết bệnh nhân bị viêm não Nhật Bản đều có di chứng nặng nề, có tới 70 cho tới 80% trẻ khỏi bệnh bị những di chứng thần kinh hay là tâm thần.
Và thưa quý vị và các bạn, và nhắc đến mũi thì không chỉ là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết mà cũng là trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản. Khi mà ở nước ta loài mũi truyền bệnh này chủ yếu xuất hiện ở khu vực miền Bắc, tăng nhiều ở những tháng mùa nóng và ban ngày thì chúng thường hay nấp ở vườn cây quanh nhà, đêm thì vào nhà đốt người. Mũi thường đẻ trứng ở kênh mương và ở ruộng lúa ngay gần nơi sinh sống. Bệnh không có khả năng lây trực tiếp từ người sang người. Trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống chung, dùng chung đồ dùng hoặc tiếp xúc gần gũi với người bệnh cũng không làm lây nhiễm bệnh. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, đặc biệt là trẻ em dưới 15 tuổi, người lớn chưa tiêm chủng, bị nhiễm khi đi du lịch, khi lao động hay công tác trong vùng đang lưu hành bệnh. Trẻ bị nhiễm virus viêm não Nhật Bản thì thường không có dấu hiệu hay là những triệu chứng ngay lập tức. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 5 đến 15 ngày. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, xuất hiện đột ngột, nhức đầu, dấu hiệu màng não như cứng gáy, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, mê sảng, vật vã. Trẻ em có thể bị hôn mê và khi mắc bệnh thì trẻ thường có hiện tượng là sốt cao từ 39 đến 40 độ C, xuất hiện những cơn co giật nửa người hoặc là toàn thân theo kiểu là động kinh nhiều lần trong ngày, mắt trợn ngược, thở khò khè, nhiều đờm nhớt, nôn mửa và mê man. Viêm não Nhật Bản sẽ thường diễn biến theo 3 giai đoạn, đó là ủ bệnh, toàn phát, lui bệnh. Thời kỳ ủ bệnh sẽ kéo dài từ 5 cho tới 14 ngày, trung bình sẽ khoảng 1 tuần. Bệnh thường khởi phát rất đột ngột với sốt cao từ 39 cho tới 40 độ hoặc hơn. Bệnh nhân đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Ngay trong 1-2 ngày đầu của bệnh đã xuất hiện cứng gáy, tăng trương lực cơ, rối loạn sự vận động nhãn cầu. Về tâm thần kinh có thể xuất hiện lu lẫn hoặc là mất ý thức. Một số trẻ nhỏ tuổi ngoài sốt cao có thể thấy đi lỏng, đau bụng hay là nôn. Thời kỳ toàn phát từ thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, thời kỳ này tương ứng với thời kỳ virus xâm nhập vào tế bào não tủy gây hủy hoại các tế bào thần kinh. Bước sang thời kỳ khởi phát các triệu chứng không giảm mà lại tăng lên, bệnh nhân đi vào hôn mê sâu dần. Các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật cũng tăng lên như là vã nhiều mồ hôi, da lúc đỏ, lúc tái rồi loạn nhịp thở và tăng tiết lòng khí quản. Do vậy khi nghe phổi có thấy nhiều gian rít, gian ngáy và cả gian nổ, mạch thường nhanh và yếu. Thời kỳ toàn phát diễn ra ngắn, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu với rối loạn các chức năng sống. Những bệnh nhân vượt qua được thời kỳ này thì tiên lượng tốt hơn. Thời kỳ toàn phát diễn ra thì bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu với rối loạn các chức năng sống. Thời kỳ lôi bệnh thì thông thường bước sang tuần thứ 2 của bệnh, bệnh nhân đỡ dần, nhiệt độ giảm từ sốt cao xuống sốt nhẹ và vào khoảng ngày thứ 10 trở đi, nhiệt độ trở về bình thường nếu không có bội nhiễm vi khuẩn khác. Bệnh nhân từ hôn mê dần tỉnh và không có những cơn co cứng, bệnh nhân hết nôn và đau đầu. Vâng ạ. Và đi kèm theo đó sẽ là những cái biến chứng phải gặp khi mà bệnh nhân mắc phải bệnh viêm não Nhật Bản như thế này. Những biến chứng sớm như là viêm phế quản, viêm phổi hoặc là viêm phế quản phổi do bội nhiễm hoặc là viêm bể thận, bàng quang do thông tiểu hoặc đặt sonder dẫn lưu, loét và viêm tắc tĩnh mạch do nằm lâu, rối loạn dinh dưỡng. Những di chứng sớm có thể gặp là bại hoặc là liệt nửa người, mất ngôn ngữ, múa giật, múa vờn, rối loạn phối hợp vận động, giảm trí nhớ một cách nghiêm trọng, rối loạn về mặt tâm thần. Và cuối tuần thứ 2 trở đi cũng chính là thời kỳ của những biến chứng và di chứng muộn của căn bệnh này. Những biến chứng muộn có thể gặp là loét nhiễm trùng, rối loạn giao cảm, rối loạn chuyển hóa và những di chứng muộn có thể gặp như là động kinh, nghe kém hoặc điếc, bị rối loạn tâm thần. Và thưa quý vị và các bạn, để phòng chống căn bệnh này thì phụ huynh cần phải cho trẻ đi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch. Đây cũng chính là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. Tiêm chủng với 3 liều cơ bản cho nhóm trẻ dưới 15 tuổi. Mũi 1 là tiêm càng sớm càng tốt ngay sau 1 tuổi. Mũi 2 sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần. Mũi 3 sau mũi 2 là 1 năm. Sau đó cứ 3 đến 4 năm thì tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi. Tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm tạo miễn dịch chủ động. Vaccine viêm não Nhật Bản được khuyến khích dùng cho cả du khách đi du lịch ít nhất là 1 tháng trong mùa hè và khi tới những vùng có nguy cơ phát triển bệnh cao. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là xây dựng chuồng gia súc xa nhà, loại bỏ các ổ bọ gậy và tiêu diệt muỗi, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở, chuồng gia súc sạch sẽ để muỗi không có nơi trú đậu, ngủ màn, không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc để phòng muỗi đốt. Các hộ gia đình thường xuyên sử dụng các biện pháp thông thường để xua diệt muỗi, sử dụng thuốc chống côn trùng, thuốc diệt muỗi, mặc quần áo dài cho trẻ để có thể ngăn ngừa muỗi đốt. Khi trẻ nhỏ có dấu hiệu là nhiễm virus viêm não Nhật Bản như là sốt cao cùng các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương, cần phải đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị một cách kịp thời.
Vâng ạ, như chúng tôi đã chia sẻ thì thời điểm nắng nóng này có rất là nhiều những cái căn bệnh, dịch bệnh có thể bùng phát. Ở bên cạnh viêm não Nhật Bản với rất là nhiều những cái triệu chứng, những cái di chứng mà để lại liên quan đến căn bệnh này, chúng ta thấy là rất là nặng nề và ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần, đến tâm thần và kể cả là đến tính mạng của trẻ nữa. Thì bên cạnh đó những căn bệnh như là sốt xuất huyết, rồi tiêu chảy nó liên quan đến cái hoạt động của trẻ ngoài trời nắng nữa. Và cũng chính vì vậy mà một lần nữa chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ với quý vị những lưu ý trong cái mùa nắng nóng như thế này để chúng ta có thể đảm bảo trong việc chăm sóc trẻ như thế nào. Đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo dự báo thời tiết để lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời của trẻ. Đội mũ rộng vành, mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi, sáng màu, bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra đường, tránh những nơi nắng gắt, không đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay đứng ở nơi đông người, hạn chế hoạt động thể lực mạnh, tranh thủ tìm chỗ trú ở nơi có bóng râm. Ngoài ra cũng cần lưu ý là uống đủ nước, dùng các loại dịch không gây lợi tiểu, ví dụ nước lọc, tránh các loại nước có cồn vì chúng càng làm gia tăng tình trạng mất nước. Khi hoạt động thể lực trong môi trường nóng bức, trẻ có thể uống từ 0,5 tới 1 lít nước mát mỗi giờ, tắm nước mát cho trẻ. Quạt máy có thể khiến cho trẻ thấy bớt nóng, nhưng khi nhiệt độ môi trường lên quá cao, quạt sẽ không giúp phòng ngừa bệnh do nắng nóng. Quạt máy đẩy không khí chạy quanh nhưng không làm nguội không khí. Tắm nước mát hoặc chuyển vào nơi có điều hòa sẽ giúp trẻ hạ thân nhiệt hiệu quả hơn. Ở trong phòng điều hòa vài giờ mỗi ngày cũng giúp làm giảm những nguy cơ bị bệnh do nắng nóng. Và rõ ràng chúng ta đang ở trong mùa mà có rất nhiều những dịch bệnh phát sinh và chính các bậc phụ huynh chúng ta sẽ cần ý thức được cái thời điểm này để từ đó có những biện pháp phòng tránh kịp thời cho trẻ.